Xin chào quý vị và các bạn. Đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã kết thúc. Hôm nay, thời tiết trên cả hai khu vực này đều đã chuyển nắng, cùng nền nhiệt tăng dần. Dự báo trạng thái này sẽ còn duy trì trong 1 đến 2 ngày tới, thuận lợi cho người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn những ngày qua. Với Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết duy trì ít đến không mưa, tạnh ráo với nền nhiệt về đêm ở khu vực hạ về từ 23 cho đến 26 độ. Một số khu vực vùng núi do còn có mưa thoáng qua nên nhiệt độ có thể thấp hơn. Sang ngày mai, trên toàn khu vực trời có nắng với cường độ nắng khá mạnh vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Do vậy, mức nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Với miền Trung, thời tiết tạnh ráo quay trở lại là thông tin tích cực với người dân khu vực. Tối và đêm nay, trời không mưa và mát mẻ với mức nhiệt đêm phổ biến chỉ từ 25 cho đến 27 độ. Sang ngày mai, trời sẽ có nắng từ sớm, mức nhiệt cao nhất vào trưa chiều trên toàn khu vực sẽ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Dự báo trạng thái ít mưa, nắng nhiều còn duy trì ở Trung Bộ cho đến hết những ngày cuối tháng 9. Do vậy, bà con nên tranh thủ thời gian nắng ráo để thu hoạch vụ mùa, khắc phục hậu quả mưa ngập và theo dõi sát các thông tin thời tiết để chủ động ứng phó với những đợt mưa lớn có thể xảy ra trong tháng 10 tới. Ở phía Nam, khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và chiều tối mai, mưa rào và dông vẫn xuất hiện ở một vài nơi. Riêng khu vực miền Tây của Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Do thời gian mưa vào thời điểm muộn nên trong ngày, ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên, trời đều có nắng và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến từ 30 cho đến 33 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh. Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông đến Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam hoạt động chủ yếu cấp 3 cho đến cấp 4, có mưa rải rác, tầm nhìn xa dao động từ 4 cho đến 10 km trong mưa. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 28 tháng 9 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.